Hello, chào đến tất cả anh em. Bên em có về một cặp lo, dòng lo này là Imity nha các anh em. Và em giới thiệu đầu tiên em giới thiệu phía trước cặp lo này nha. Dòng này lo này 2 bát 16 nha anh em, bát 16 nha, bát 16 nha. Dòng này gân đã làm lại, gân ấy, dòng này về số đa số là 1 nhưng mà làm lại rất là đẹp nha. Và đây là mic, đây là lo mic. Và đây là chấp điện, là gọi chấp titan đấy các anh em. Và đây là của nó đây, và quay phía sau nha. Dòng này gỗ lạng nha các anh em, gỗ lạng có một hai mát xương. Và em quay phía sau nha. Nói chung dòng này thì nó Imity, dòng này nó có tiếng nha các anh em, mình có tiếng nha. Và đây là phía sau, góc cạnh nó rất là đẹp nha. Và đây là dòng này là nó GS5 có cầu chì này, volume chỉnh này, chỉnh chép này, chỉnh mic thì các anh em dặn nè, nó mình chỉnh nè. Và đây chậm lo dòng này, những cái thông số phía dưới nha anh em. Dòng máy này hằng dòng Imity, dòng nổi tiếng nha anh em, Imity nổi tiếng nha, đó nổi tiếng nha anh em. Đây, và tiếp sau là em bá tôi một cái thì một cặp phía trong cho anh em xem. Đây là chấp điện, phần chấp điện này các anh em nhìn rất là gọn nha, mà dòng chấp điện này là zin với các anh em, trái khó làm lắm. Đây là chấp điện nha, chấp điện nè. Và đây là củ mít nè các anh em, củ mít này nha. Dòng này mít cái tiếng rất là sáng nha, dòng này tiếng mít rất là sáng, mít. Và đây là bass của lô bass ở đây, à lô bass này các anh em. Đây là bát zin nha các anh em. Đây, màng nó màng ngô màng trong, gọi là màng bắp ngô đó. Đó. Và em sẽ cho anh em xem cái phần tầng đó nha. Ở phần tầng ở đâu rồi? Đây, phần tầng các anh em, phần tầng đó nha. Phần tầng cái con này rất gấu nha các anh em, phần tầng rất gấu nha. Phần tầng ở đây. Nè, phần tầng các anh em, phần tầng này nha, rất gấu nha. Đây, xung quanh nó nè. Phần tầng to lắm các anh em, phần tầng nó to lắm. Tầng nó dài tới đây nè, con tầng nó to lắm các anh em, con tầng nó to lắm, con tầng nó rất là xịn nha. Rồi em qua đây luôn, đây, sẵn còn nó tới đâu. Ồ, nó tới đây luôn các anh em, tới đây luôn nha. Ồ, quá dữ, tới qua đây có phần điện luôn, có phần điện luôn các anh em. Con này quá trời, con tầng nó quá lớn. Đây. Rồi dòng này mình hát nhạc rất là hay nha anh em, tiếng rất là sáng nha. Rồi anh em nào làm được thì liên hệ em nha. Rồi anh em nào có xem trên tiết trên YouTube và đăng ký kênh để cập nhật những cái mẫu nào âm thanh em đăng lên hàng ngày. Rồi anh em nào cần thì liên hệ em. Xin chào.